Chào mọi người, chào các anh chị em bác sĩ nha. Ăn lúc cà phê sáng mình làm cái video này uh, chia sẻ là những cái kinh nghiệm mà đã bị từng bị copyright của YouTube ha cho anh chị em nào biết rồi để mà mình uh, tìm cái cách để mà mình tránh. Thì uh, hoặc là đừng có uh, để làm cho bị dính bản quyền. Thì mình uh, chủ đề này mình nói uh, về uh, tiếng động về âm thanh thôi ha. Thì uh, những cái video mình đã làm qua rất là nhiều rồi thì uh, cũng khoảng chừng uh, trên 30 bài trên 30 bài nhạc mà những cái bài đó nó có liên quan tới uh, uh, Tiếng động âm thanh, tiếng nhạc đều, đều bị dính bản quyền Mình kể ra đây một cái số kinh nghiệm để cho các anh chị em nào Mới vừa làm YouTube hoặc là đang làm trên đường chưa bị thì cũng nên để ý và tránh uh, tránh né ha cho Dính cái đó thì nói chung nó có nhiều cái trường hợp Nếu mà dính bản quyền mà nguyên bản gốc đồ này kia thì uh, Mà dính uh, uh, Giống như uh, mình không biết lại cái hạn định của nó bao nhiêu bài nhưng mà dính giống như mấy bài mà nổi tiếng của Mỹ ha những cái bài của uh, Pháp Anh Úc Ý cái gì đó ha mấy cái bài đặc biệt đó thì uh, những cái bài đó là họ cho cái um, vi phạm rất là cao và có thể là họ đóng luôn cái tài khoản của mình thì um, ở đây nói về cái mặt âm thanh đó thì uh, mình uh, làm nhiều mình bị nhiều cái video và mình từ từ mình xóa hết thì những cái video đó giống như là video thử âm thanh của nhạc Việt Nam ha nhạc Việt Nam thì uh, mình thử cái âm thanh đó, uh, trước đây đó mình thử dàn máy đó, rồi uh, mình mở những cái bài đó thì cái bài đó có một số bài uh, trên 30 bài đều dính hết, rồi uh, có một bài thì không dính. À, có một bài uh, không dính thì uh, cái bài đó chắc là họ chưa có uh, ghi danh uh, bản quyền trước. Cho nên là mình làm cái video đó trước, rồi thì uh, nó không có bị dính bản quyền. Nhưng mà mình uh, dùng cái video đó mình Uh, upload lên lại ở một cái uh, channel khác của mình đó Là bỏ lên một phút sau là Bỏ lên là dính liền ha Dính bản quyền liền nó thông báo là bài này đã có dính bản quyền Nhưng mà trong khi là trước đây mình làm uh, Về hai ba năm về trước thì nó không có bị dính bản quyền cái bài đó Và tới bây giờ vẫn không dính bài đó luôn ha Thì uh, Nhà cái ngày xưa thì nó dễ lắm Chỉ có những cái quốc gia như là Hoa Kỳ uh, Hoặc là Anh Pháp Úc Ý cái gì đó ha Thì mấy cái nước mà về uh, bảo vệ bản quyền cao đó thì những quốc gia đó họ cho cái phần uh, uh, bản quyền hoặc là bị uh, sử dụng bản quyền sử dụng trí tuệ của người khác thì uh, họ uh, đặt cái vấn đề đó lên rất là cao trong khi là những cái nước giống như là chậm tiến như việt nam rồi uh, thái lan lào campuchia rồi ấn độ đồ này kia đó mấy cái nước đó uh, giống như là thoải mái ha muốn upload lên cái video nào đó thì bỏ lên uh, làm lũng đoạn thị trường về âm nhạc cho nên là những cái trung tâm nó đó đóng cửa hết để bán về cd đĩa rồi này kia không có được DVD đồ không có được nên là họ, những trung tâm nó đóng cửa hết tại vì họ chia sẻ lên cộng đồng mạng rất là nhiều và từ từ sau này YouTube đó họ mở những chi nhánh làm ở những cái quốc gia khác đó thì uh, họ có bàn giao với nhau hết và họ đưa cái tầm uh, uh, kiểm duyệt về cái uh, uh, sở hữu cá nhân ha uh, là bản quyền đó thì uh, rất là cao cho nên từ 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 là những cái video đó bị dính hết thì trước đây mình có uh, À, dính những cái bản quyền những cái bài nhạc giống như là đã có hòa âm phối khí và cộng thêm cái giọng ca sĩ hát ở trong đó thì dĩ nhiên là cái đó là nguyên của người ta rồi mình bê về để mình làm cái gì đó trong video của mình dĩ nhiên là phải dính đúng không thì mình chấp nhận cái điều đó ha rồi từ cái đó sau này là những cái dòng nhạc về karaoke đó ha? karaoke tức là chỉ có cái lời nhạc không thôi mà mình hát tức là mình cộng thêm cái giọng hát của mình vô ở trong đó mình có làm một cái video cũng cho anh chị em coi là cái dàn âm thanh mình chỉnh nó hay như thế nào đó, rồi mình hát uh, nguyên một cái bài đó thì uh, cũng bị dính bản quyền luôn nha, bị dính bản quyền luôn và mình có lấy video đó xuống, rồi uh, kế tiếp là cái nhạc mà hòa tấu, ha, cái nhạc hòa tấu đừng có tưởng nó không có nha, nhạc hòa tấu cũng là do một cái tay của uh, một cái tay đàn hay là một cái tay uh, thổi kèn uh, hay là thổi sáo thổi đánh đàn tranh đàn cò đàn bầu gì đó cũng là một tác phẩm của người ta cho nên là những cái âm thanh đó đều là dính bản quyền hết, ha à, dính bản quyền và những video đó mình cũng có lấy xuống, rồi à, cái video mà mình à, sử dụng cái tiếng trống ha, để solo trống á, à, solo trống của người Mỹ, cái bài đó hay quá mà mình lấy vô để mình làm cái cái dạo đầu á, cái video dạo đầu à, cũng bị dính bản quyền luôn ha, rồi à, có một lần à, mình à, sử dụng cái tiếng pháo nổ của ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, pháo nổ của một cái ngày lễ hội mà bắn pháo bông đó, thì cái tiếng pháo đó nó nổ đó nó giống y trong một cái đoạn video nào đó của cái người nào đó họ uh, đã ghi danh lấy bản quyền thì tới mình dùng cái sử dụng cái video đó tiếng pháo nổ thôi là cũng bị dính luôn ha. Thì mình cũng có lấy cái video đó xuống rồi. Rồi uh, kế tiếp đó là à, ngày xưa thì uh, những cái bài nhạc mà nhạc thánh ca hoặc là nhạc đạo đó, nhạc Phật giáo hoặc là công giáo rồi uh, đạo cao đài hòa hảo trên lành cái gì đó thì uh, thường thường uh, những người lên mục hoặc là những cái uh, mục tử ở trong uh, giáo họ đó họ viết những cái sáng tác những cái ca khúc về thánh ca ha để mà ca tụng uh, Chúa hoặc là ta, ca tụng Phật, ca tụng những cái người uh, thần thánh mà cái tín ngưỡng của họ họ uh, tôn thờ ha. Thì uh, thường thường là họ phi, uh, miễn phí hết họ bỏ lên trên mạng cho miễn phí hết, nhưng mà sau này đó thì uh, uh, cũng dính bản quyền luôn là tại vì họ uh, những ông cha, những ông linh mục hoặc là ông thầy đó sử dụng những cái video đó coi như là một công việc làm um, lấy được tiền từ ở trên uh, youtube lý do gì cho nên là họ ghi danh cái bản quyền đó là tác phẩm của họ cho nên những người nào đó vô tình lấy những cái bài uh, uh, nhạc thánh ca đó bỏ vô trong video mình uh, với mục đích gì đó miễn là nó có cái tiếng nhạc đó mở ra là đều dính bản quyền luôn ha thì uh, nhạc thánh ca là cũng dính nè ha rồi cho tới um, À, về mấy cái tiếng uh, mấy cái tiếng động đó mấy cái tiếng động mà của một ai đó đánh về guitar về những cái uh, music in instrument đó tức là những cái tiếng động của âm thanh đó à, như là gõ uh, chuông rồi uh, gõ cái tiếng đàn này đàn kia đó ha rồi uh, thổi những âm thanh sáo hoặc là âm thanh họ đi thu uh, ngoài những con thú vật gì đó nó kêu hay là um, tiếng động của uh, một làn gió nó lùa qua cánh đồng lúa ha làm cho những cái bông lúa đó lá lúa nó cạ với nhau nó kêu xào xạc xào xạc thì cái đó cũng có một số kỹ sư âm thanh họ đi nghiên cứu mấy cái âm thanh đó để họ bỏ vô trong những cái hệ thống để mà làm thu âm đó để mà hòa âm thì uh, những cái đó họ cũng là do chính những cái người đó họ đi thu âm và về họ làm ha, họ làm rất là cực khổ lọc âm thanh rồi chia tiếng âm thanh rồi này kia ra rồi hòa âm mà đồ làm luôn tông hết thì sau này những cái người mình nghĩ là mấy cái tiếng động đó là không bị dính án quyền mình lấy về mình bỏ vô trong video mình với mục đích gì đó là vẫn dính bản quyền luôn nha ok rồi kể cả cái nhạc thiền nhạc thiền thì ngày xưa mình bỏ vô cũng không dính rồi sau này cũng bị những cái người đó mấy ông thiền sư rồi này kia đó thì ổng chắc cũng có làm youtube để lấy tiền cho nên là ổng ghi danh cái bản quyền thì những cái bài của mình đăng về mấy cái nhạc thiền đó đó mấy video mà về tuyết đồ này kia rồi mình ngâm thơ ngâm đồ đó rồi cũng có những cái đoạn mà nhạc mà mình ngâm thơ. Thì uh, nói chung là họ đăng cái đó họ đã đâu có hàng ngày đâu. Nếu mà họ đăng ra hàng ngày hoặc là họ có để cái địa chỉ email đồ này kia đó thì mình đã xin phép họ trước rồi để mình sử dụng cái bài nhạc đó để mà mình ngâm thơ, ngâm đồ. Nhưng mà mình tìm không thấy có những cái video để 2-3 năm luôn mà không có ai hỏi chào, hỏi cái gì hết, không rụt rịch, không có gì hết ha. Không có đăng bài mới bài đồ luôn cho nên làm sao mà mình uh, uh, xin được uh, để mà mình uh, được quyền sử dụng những cái đoạn nhạc đó cho nên là cuối cùng cũng không được luôn. À, nhạc thiền đều đều là bị dính hết ha. Từ từ như vậy đó cho nên là mình mới suy ra một điều là mình chỉ có còn con đường là à, an toàn nhất là mình à, đệm đàn guitar và mình à, hát. Đó là an toàn nhất, thứ nhất là mình không có đi ra đường mình à, lên rừng xuống biển rồi đào à, đào à, đào hăng bắt ốc, bắt cá hoặc là bắt rắn, bắt chuột đồ này kia nó nó, nó nó cũng khổ cực và nó cũng, cũng mất thời gian rất là nhiều ha mà ở mỹ thì không có mấy cái vấn đề mà đào chuột đào, đào hang bắt rắn bắt đồ cho nên là mình uh, nhiều khi thì mình uh, làm cái video là tự trong nhà mình có cái gì mình lô ra mình làm thì uh, mình biết đàn thì mình lô ra mình đàn biết trống thì lô ra trống ha biết thổi sáo thì đêm sáo ra thổi ngồi trong nhà thổi thôi nó đơn giản ha cho nên là mình thường làm những cái video liên quan ở trong những cái đồ mình có trong nhà thôi Đó, nhưng mà cái bài cái cái bài này mình mới là tức ha bài này anh chị em biết cái bài uh, nhật ký đời tôi nữa ha, nhật ký đời tôi tập đệm đàn guitar bolero, đây là cái từ đề mình để có đánh chữ tiếng Việt có bỏ dấu đàng hoàng, cách đây 2 ngày ha, nhưng mà bài nhạc này đã bị dính bản quyền. À, mình thấy rất là bực mình ha, rất là mắc cười, cái bài, cái bài nhạc này mặc dù đúng là của nhạc sĩ Thanh Sơn viết thì ông cũng qua đời năm 2012 rồi, thì bây giờ ai là người thừa hưởng cái bản nhạc này. Có thể là con cháu của ổng hay là một trung tâm nào đó mua cái bản quyền của cái bài nhật ký đời tôi. Nhưng mà bản quyền là khi mà người ta làm hòa âm phối khí có, có nguyên cả giọng hát, ca sĩ, đồ này kia thì còn được. Còn cái này cái bài nhạc thôi mà, bài nhạc mà mình tự mình đàn, tự mình hát, rồi mình đệm. Thì trong quá trình mình đệm đó là mình đánh cái tông mi, làm sao mà ai cũng đánh được cái tông mi đúng như mình đúng không? Mà cái người này đó là cái người uh, uh, report, ha. cái người này report cái... Uh, cái video này của mình anh chị em để ý coi cái chữ soken ha soken này đó soken này đó thì mình đi lục ở trên youtube á, thì mình thấy được cái chữ này nó trùng với cái tự đề không có trùng với tự đề nha tự đề của mình á là mình ghi rõ ràng chữ có bỏ dấu tiếng việt đàng hoàng nhật ký đời tôi gạch ngang tập đệm đàn guitar gạch ngang bolero làm sao mà có trùng hợp với một cái đề tài nào được không bao giờ có ok nhưng mà ở đây đó cái tự đề của cái người này nè cái người report mình là nó đề chữ nha nè ha chữ nha rồi chữ t rồi chữ k chữ a rồi số 1, số 2, rồi hai hai chữ a rồi uh, thêm chữ tay ha đó thì làm gì mà nó giống với chủ đề mình được mà nó report đúng không mà làm sao mà máy máy nó cũng đâu có chấm được cái kiểu này máy nó chấm là phải chính xác tới 99% mươi chín phần trăm chín mà nó giống á thì mới mới chấm được chứ còn cái này không có bao giờ mình mà mình nghĩ chắc có giống cái nào đó thì cũng là một phần trăm là cùng cho nên là không có thể mà report cái bài này của mình được à, bài này là tự mình đệm đàn mình solo mình hát mình có chia sẻ cái video là cái cách để mà à, mà đệm cái bài này thì uh, như thế nào đó thì mình có giải thích rồi rõ ràng hết mà ở đây anh chị em coi là cái phút của nó đặt ở đây là nó nói là nó nó play match ha tức là cái đoạn mà mình chơi nhạc đó nó trùng hợp với là cái video của người này Nha, là từ cái đoạn cái phút mà 4 phút 30.35 giây nè cho tới 8 phút 24 giây thì mình mở mình mở đúng cái đoạn này cho tới cái đoạn này ra luôn là ngay đúng cái đầu bài hát mình solo vô ha Nhật, mình nói chuyện thì không sao cái đoạn nói chuyện nó không tính à, rồi giải thích nó không tính mà nó tính ngay cái đoạn bắt đầu mình solo vô mình đánh đó mình đánh đó ha tăng 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 rồi bắt đầu mình đệm mình vừa hát mình đệm luôn mà tại sao mà nó nói là mình là sao mà là, là bị bản quyền cái đó được đúng không mình tự hát tự đàn mà làm sao máy được tiếng đàn của mình cũng khác luôn nhiều khi mình đánh chọc phím ha đánh chọc phím solo chọc rồi mình búng dây rung dây rồi mình đánh cái kiểu của mình làm sao mà giống được rồi soken này là ai mình nghi đây là quỷ ma nè ha quỷ ma soken này có thể là một người việt nam ha nó, nó ẩn danh ha nó ẩn một cái nick khác ở trong này là cái tên của nó thôi nhưng mà mình lục lên trên đó thì soken này đó thì uh, mình uh, tìm khoảng chừng hai mươi mấy ra hai mươi mấy cái tên đó uh, có tên nó thì đánh cái chữ thường có tên thì đánh chữ hoa rồi thêm cái chữ music chữ thường thì uh, so cần music đó mình tìm ra thì mình thấy uh, một người đó là ở canada là cái chương trình nó chuyên về uh, chấm điểm uh, về những cái người giống như american idol đó những cái người tài năng uh, biểu diễn ở trên uh, cái đài truyền hình của họ đó thì uh, cái chữ so cần này cộng thêm chữ music nữa ha đó. còn mà chữ sô cần không này thì không có ai uh, uh, mấy cái video cũng lưu thư lớp thất mà chẳng làm không có ra cái gì hết á ha thì cũng có uh, ghi danh khoảng chừng uh, có video thì hai ba hai ba chục người subscriber còn có khi thì hai ba trăm người subscriber có cái thì một nghìn mấy subscriber đại khái nó lung tung như vậy đó thì mà đa phần là người nước ngoài thôi nha đa phần là mình thấy cái người nước ngoài không mà mà anh chị em nghĩ coi người nước ngoài làm gì mà biết cái bài nhật ký đề tôi đúng không mà làm gì biết đánh cái bài nhật ký đời tôi rồi đệm rồi hát cái dòng giống như mình Nhật ký đời tôi làm gì mà làm có cái kiểu chính xác như vậy được Đúng không? Giống như Michael Jackson đó, ổng nhảy cái kiểu nhảy của ổng Mà ổng thách cả thế giới nếu mà ai nhảy được giống như ổng á 80% thôi là ổng cho 1 triệu đô la Đó mà biết bao nhiêu người thi mà đâu có được đâu Mặc dù là mình thấy có nhiều cái video xuất hiện nhiều cái tài năng Nhảy y chang như vậy, mình nhìn mình thấy y chang nhưng mà chẳng qua y chang khoảng chừng bảy 7 8, 8 kiểu thôi 7 8 kiểu thôi chứ không có hoàn toàn nào là giống cái cái cụ ổng hết ha từ cái tay cho tới cái đầu cái lắc ra hay là lắc cái cổ tay lắc cái cổ chân ha hay là đá cái giày ra nói chung là rất là nhiều thứ ở trong đó thì cũng giống như cái cái đàn mình đệm đàn cái bài này thôi không ai bắt không ai đàn đàn giống như mình một trăm phần trăm được hết hay là tám mươi phần trăm hoặc là năm mươi phần trăm cũng không có ai đàn giống như mình được hết mình bảo đảm tại vì cái này là cái kiểu của mình ha cái kiểu của mình và mình làm ra thì làm sao mà có cái người nào mà 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 người nước ngoài mà đánh mà giống như mình như vậy được đúng không ạ rồi hát đồ này kia luôn thì anh chị em mình nhờ anh chị em nào à, à, có thời gian hay là rành về cái à, công nghệ thông tin rồi ha về internet rồi đó à, truy tìm dùm cho mình cái tên này nha Số kênh này là một cái tên là quỷ ma à, của việt nam lấy danh hiệu đó để mà đi support đi report hoặc là đi à, à, báo cáo những cái à, những cái video của những người nào mà về nhạc, tại vì nó giống như là nó nó dùng cái âm nhạc để mà nó đi nó báo cáo hết những cái những cái người khác làm những cái bài nhạc nào mà liên quan tới cái đề tài nhật ký đời tôi có thể là như vậy ha. rồi mình sẵn đây mình cũng hỏi luôn anh chị em nào đã từng đệm cái bài nhật ký đời tôi, đã từng hát cái bài nhật ký đời tôi dưới mọi hình thức ha, tức là hát cái dòng hát cộng thêm tiếng thổi sáo hay là cộng thêm tiếng đàn guitar hay cộng thêm đánh cái bài đó bằng keyboard ha, là bằng bất cứ bằng cái món gì đó thủ kèn, thổi gì đó bằng cái bài này mà có bị dính bản quyền thì ghi ở dưới cho mình biết để mà mình uh, kiểm chứng nha đó, rồi tìm sẵn rồi tìm cho mình luôn cái cái show kênh này là ai luôn ha tại vì cái uh, mình biết được là ở trong youtube này là có ba tên việt cộng nằm vùng hai đứa ở việt nam và một đứa ở mỹ ở bên uh, vancouver ha ở bên uh, uh, dưới cali đó thì uh, có một cái người đó mình uh, có biết là ba người chuyên gia đi report đi uh, uh, báo cáo những cái video nào mà nói về tội ác cộng sản ha. thì đa phần đó là họ uh, có cái hệ thống uh, họ để vô trong cái hệ thống là tự động là những cái video đó là uh, bị giấu đi ha. bị giấu đi cho những cái người ở trên YouTube đó họ không có thấy không có thấy được những cái video đó của họ cho nên họ rất là ít view còn những cái số mà lượt mà lượt mà người ta view đó là những người đã ghi danh ha, đã ghi danh subscriber cho nên là khi mà subscriber thì báo lên là đã có video mới Thì họ bấm vô họ mới coi được thì Đa phần là gì Thì giống như ngày xưa đó những cái video của mình Lúc mà có khoảng chừng 9.000 người subscriber mình đó ha Thì lúc đó một video của mình ra là mỗi ngày ít nhất là 3 .000, khoảng 3.000 người cho tới 15.000 người view ha Lúc đó chỉ có khoảng 9.000 subscriber thôi. Mà giờ view của mình, view của mình là 170 mấy nghìn subscriber rồi ha mà những cái video của mình ra một ngày là chưa tới uh, chưa tới nghìn người subscribe, chưa tới 500 người luôn á, à, chưa tới 500 người view luôn. Là anh chị em cũng đủ biết là ở trong đó có những cái tên Việt cộng nằm vùng đó ha. Là nó giấu cái video của mình hoặc là nó chặn ha, nó chặn không có cho những người đó coi video của mình của mình. Cho nên thỉnh thoảng mình có coi uh, mình có xem lại những cái uh, cái uh, comment của một số người đó là sao lâu nay nó không thấy anh làm video nữa à thấy chưa sau lâu nay em không thấy anh ra video nữa đó là mà họ đã trả lời cái video của hai ba năm về trước rồi à, mà ngày hôm nay họ mới hỏi mình như gì có nghĩa là mình biết là từ cái ngày mà mình à, à, lên án tội ác việt cộng đó thì à, tụi nó nằm vùng á ha tụi nó chặn hết mấy cái video của, của mình lại không cho người khác thấy và cái vấn đề mà report đồ này kia với lại những cái phần có nhiều rất nhiều cái video hai mươi mấy cái video mà À, nó tự cơ cơ, kiếm tiền luôn anh chị em những video mà mình cái lượt view nhiều á trong thời gian mình à, độ chế mấy cái xe scooter mình chạy đó nó cũng cho báo cáo trong đó luôn là 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 video của mình à, à, bạo lực hay này kia mà trong khi video mình chỉ cho cái cách để mà ra mở tiệm để mà sửa máy thì cần những dụng cụ gì mấy video đã bị hết à, rồi đó mình khuyến cáo cái từ 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 nó mở ra cũng được mười mười, mười mấy hai chục cái video nó mở lại cho mình à, bật kiếm tiền À, mà mình không có để ý đó nếu mà anh chị em mà không có vô kiểm tra thường xuyên đó là đều bị như vậy nha cho nên là anh chị em phải vô kiểm tra thường xuyên ít nhất là 4 năm ngày hoặc là một tuần một lần kiểm tra ở trong hết luôn những cái video mình đăng có bài nào có video nào bị báo cáo và dính bản quyền hay không rồi có bị tắt cái chức năng trả tiền hay không à, thì mình có cái phần mà mình mình khiếu nại đó thì mình bấm vào khiếu nại là video đó là do chính mình làm đàng hoàng à, từ A tới Z chứ không có gì hết mà tại sao lại có cái vụ mà bản quyền ở trong đó ok thì uh, rất là nhiều cái trường hợp mà bị bản quyền về nhạc thì mình uh, còn chỉ có một cách thì mình nghĩ chắc nay mai nay mai gì uh, cái vấn đề mà cái giọng nói đó ví dụ mình nói chào mọi người chào các anh chị em bác sĩ thì những cái người khác mà nói cái câu đó chắc chắn là cũng có thể dính bản quyền hoặc là một cái người nào đó nói uh, chào em ví dụ giọng bắc nói ha chào em rồi cái là một cái anh bạn đó cũng cũng người miền trung đi rồi cũng gặp cái người bạn gái đó chào em là cũng dính bản quyền luôn ha tương lai là sẽ dính hết ok nó dính hết từ cái âm thanh của mình giọng nói là âm thanh dính bản quyền luôn nó à, chia ra là coi như giọng bắc nói là mà người nào mà giọng bắc nói vô cái đó là dính bản quyền luôn tương lai ha rồi mình cũng biết là tương lai là cái gõ mỏ đó ha tức là mấy ông sư thầy mà gõ mỏ bóc 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 tổng kinh á là mấy cái đó cũng đều dính bản quyền luôn là tại vì cái tiếng gõ mỏ của người đó đã ghi danh cái bản quyền rồi thì người khác gõ mỏ là vẫn dính bản quyền hay là một bài giảng của linh mục nào đó giảng cái câu từ đó yêu thương anh ganh ghét đồ này kia thì những cái cái câu từ đó đã được bảo vệ cái bản quyền người trước rồi thì người sau nếu mà lặp lại cái câu đó là bị dính bản quyền mình biết là tương lai nó sẽ như gì đó cho nên nó à, có hai trường hợp xảy ra à, youtube nó càng ngày càng khó nó đặt cái hệ thống software tức là máy nó tự động quét qua và nó nghe những cái âm thanh giống à, giống như, như những cái âm thanh mà đã ghi danh lấy bản quyền trước rồi đó là cái người sau đó là sẽ bị dính bản quyền và cái thứ hai nữa chỉ có là duy nhất là việt cộng nằm vùng ha. người việt mình thì có việt cộng nằm vùng còn tàu cộng thì có tàu cộng nằm vùng ha. có những cái người à, dư heo viên đó thì họ đi à, chuyên gia đi report uh, hoặc là họ làm ở trong cái của youtube đó thì uh, họ có cái hệ thống họ chặn lại như vậy thì mình cũng uh, mong anh chị em nào mà biết cái vấn đề đó hay có liên quan giống như vậy thì nên uh, kiện cáo ha đưa họ ra uh, ra tòa nha thì mình mấy cái tên việt cộng này trước sau gì cũng một là đuổi việc hai là cũng bị đi tù tại vì uh, coi chừng sẽ có nhiều người kiện đó ok thì uh, cái đây là cái uh, sai ha sai cái luật pháp ở mỹ mà làm cái chuyện đó là không có được nha sai cái luật pháp tại vì mặc dù là cái cái bài nhạc hay là cái này bài nhạc của người ta không có cái gì vi phạm hết mà mình tự gắn ghép vô một cái đó mình để mà chặn cái video không có cho người khác coi hoặc là chặn cái từ khóa của cái video đó này kia thì những cái đó là những cái xảo thuật ở trong cái ngành những cái team làm youtube ha đó thì mấy cái đó là bị vì ở mỹ là phạt tù hành sự nha đi tù ít nhất cũng năm cho tới 7 năm đó rồi phạt cũng phải là vài chục nghìn cho tới 100 trăm nghìn chứ không phải là đơn giản đâu ha đó, cho nên là, là anh chị em nào mà cũng có trường hợp giống như mình thì ghi ở dưới cho mình biết nha rồi tìm cho mình cái tên uh, sô này là ai nha đó là ai và cái tự đề của nó là bài này mình uh, mở ra mình cũng lục quá chừng mà tàn là nước nước gì đâu lộn xộn không à trong khi tự đề mình tiếng việt mình đặt rõ ràng nhật ký đời tôi gạch ngang, tập đệm đàn, guitar, gạch ngang, bolero thì làm sao giống cái chủ đề này được đúng không ạ à. rồi cái uh, nhạc á, thì nó nói giống ở cái phút uh, 4.35 giây nè rồi cho tới 8 phút 24 giây anh chị em nghe lại từ ngay cái chỗ phút này ha chỗ 4 phút 35 giây cho tới 8 phút 24 giây coi thử coi mình làm cái gì mà dính bản quyền mà bị báo cáo dính bản quyền rồi video tới đây mình chia sẻ tới đây anh chị em nào có cái kinh nghiệm thì... Uh, đã bị qua rồi thì cho mình biết nha để mà mình uh, có cái cách mình uh, giải quyết ok rồi chào hết mọi người nha hẹn gặp anh chị em những video sau bye bye